không hổ danh là đại thiếu gia, tay súng thần. Bắn súng thì cậu giỏi, uống rượu thì tôi giỏi. Ai giỏi thì uống rồi mới biết. Uống nào, rót đầy vào, tiếp đi. Cạn, cạn, cạn. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Phải đó, có phải là cá lục chớp mắt sắp trở mình rồi không? Na Y, tôi về trước. Thổ Ti lão gia, Thổ Ti lão gia, Điệp Khê tiêu rồi, Điệp Khê tiêu rồi. Tháng 8 năm 1933, trấn Điệp Khê, huyện Mộ. Báo cáo, trấn Điệp Khê, huyện Mộ đều đã bị chiếm đóng, khoảng 30 dặm từ nam sang bắc, khoảng 50 dặm từ đông sang tây. Tùng binh cầu núi sập hàng loạt, thượng du sông Mân dòng chảy tắc nghẽn, thương vong nặng nề, cả thôn đều bị giả lây. Ngoài ra, đội cứu hộ và đội vận chuyển lương thực ở Thổ Ti An đã tới khu vực Tây Ương Điệp Khê. Biết rồi, chính phủ còn chưa hành động gì mà thằng nhà quê này đã hành động trước rồi. Điệp Khê và Tùng Phan khoảng cách rất gần. Này chú em, chú dự định khi nào? Trời giáng tai họa, dân chúng làm than, chú mổ là quan thì nên tạo phúc cho địa phương. Tôi muốn ngày mai đích thân đem quan binh tới đó cứu trợ. Chú em à, trưởng quan Lưu đang chiến đấu ở Mi Sơn gia đình. Việc quan trọng bây giờ không phải là chuyện cứu trợ, mà là lương thảo. Mang di địa phương, chỉ biết Thổ Ti, không biết chính phủ. Chú phải biến nơi đó trở thành kho lương, túi tiền của chúng ta. Lão già nhà họ An đó, thuế và thuế ruộng thì trì quản không nộp, gửi lương thực cứu trợ thì rõ là hào phóng. Ngoài ra còn nghe nói hắn cử cả con trai hắn đi, là đại thiếu gia súng thần An Đăng Bản. Theo ý tôi thì cứ để cho họ lo việc của họ đi, chúng ta cũng đừng có rảnh rang. Dùng danh nghĩa của chính phủ ủy nhiệm An Đăng Bản làm giám sát cứu trợ, phụ trách cứu trợ cho toàn quyện. Cái này gọi là Thổ Ti chi tiền, chính phủ thì thơm lấy. Lại ù rồi. Chuyên viên Lương, tay đỏ quá, đỏ quá. Đi. Đại đội trưởng Tàu, chỗ anh nào là súng, nào là pháo? Lẽ nào Thanh Tùng Phan cũng sắp chiến tranh hay sao? Tôi còn tưởng là ai, quá ra là Thổ Ti An hạ cố ghé thăm. Hồng quân xuyên thiểm hoạt động rầm rầm, cấp trên có lệnh tăng cường chế bị. Tôi đây cũng là muốn làm tròn bổn phận của quân nhân, bảo vệ một phương thái bình. Có đại đội trưởng Tàu ở đây hỗ trợ, cả đám chúng tôi mới có thể ngủ yên chứ. Chức trách thôi, chức trách thôi mà. Đi, đi. Tháng 5, Đảng Cộng sản đã chiếm 7 quyện: Trường Xích, Quảng Nguyên, Nghi Lan, Thương Khê, Giang Khẩu, Vạn Nguyên đều đã bị chiếm. Cuối tháng 8, Nghi Lũng, Doanh Sơn, Quyền Đạt, Tuyên Hán, Vạn Nguyên đều rơi vào tay của giặc. Lần trước, huyện Mậu, đồn khu Xuyên Tây thuộc khu vực Điệp Khê bị sạt lở núi do động đất mạnh, tai ương nghiêm trọng, nạn cướp nguy cấp, ra lệnh cho các người hạn chế các quyện khu, trưng thu đúng kỳ hạn các khoản cần cho cứu trợ và phòng thủ.
Kẻ nào không nộp đúng hạn, truy cứu theo pháp luật, tuyệt đối không nhẹ tay. Bố, bố về rồi. Hôm nay họp, chuyện phát lương thực, cứu trợ thì không nhắc tới một chữ. Quyền Trưởng Du còn dùng danh nghĩa khai thông nước động, chỉnh đốn đoàn phòng thủ để trừng thù thuế má. Họ còn muốn bao nhiêu? Phí súng đạn là 400 tệ, quân phí cả 1000 tệ, còn chỉ nhận tiền mặt. Hạn cho chúng ta 2 tháng phải nộp đủ, chỉ ăn không nhả. Đúng là không được tích sự gì. Chính phủ ăn hại, nuôi một đám cẩu quan, được tích sự gì chứ? Được rồi, bình tĩnh đi. Bố, con thu xong lương thực nửa mùa thu của Lũng Thượng và Tây Đường rồi, tất cả 180 đảm. Năm nay thu hoạch cũng khá tốt. Thu hoạch tốt tới mấy cũng không thể làm lũ cẩu quan của huyện phủ no bụng. Lão già, hắn thu thì cứ thu, chúng ta chỉ cần trì quản không nộp là được rồi. Một huyện trưởng quèn như hắn còn dám mang súng đánh vào hay sao? Cái lũ cẩu quan này là một lũ sói không bao giờ biết no. Lòng lan dạ sói, kiểu gì cũng có ngày phải đi đời thôi. Bố, lão gia, lão gia, bố, lão gia, lão gia. Lão gia, lão gia, 11 thôn hai bên bờ sông mất sạch rồi. Nè con trai. Dạ. Dìu ta dậy đi, ta phải tới Thần Long. Nhà họ An hưởng ân huệ của Minh Hoàng, được phong làm thổ ti Ca Trúc Tự, cai quản năm ải 10 bảo 36 trại đã hơn 400 năm. Tổ tiên chúng con luôn có thể bảo vệ vùng này bình an. Chỉ tiếc là con bất tài, trước thì gặp thiên tai, sau thì gặp nhân họa. Mười mấy ngôi làng hai bờ sông Mãn, hơn 1000 tính mạng đã mất sạch. Chỉ trong một đêm đều mất hết. Giờ đây cái mạng già cũng không còn trụ được bao lâu. Hôm nay con xin truyền lại dấu ấn thổ ti cho con trai An Đăng Bản, cuối mong tổ tiên hãy chính giám. Xin tổ tiên phù hộ người Khương được bình yên, phù hộ nhà họ An mãi mãi trường thịnh.
Con, An Đăng Bản xin thề với liệt tổ liệt tông nhà họ An, sẽ dùng máu của con bảo vệ nơi này bình an, dùng mạng của con bảo vệ ngôi nhà của người Khương. An đại thiếu gia, đại đội trưởng Tào, nghe nói lão thổ ti bất hạnh qua đời, tôi được quyện trưởng Du phó thác tới đây chia buồn, không mời tự đến, mong là đại thiếu gia, à không đúng, bây giờ nên gọi là thổ ti An, đừng trách tội nha. Thôi được rồi, không nói mấy chuyện này. Lão thổ ti lòng son dạ sắt, tận trung báo quốc, thổ ti An cũng phải xem xét thời thế, san sẻ giúp quốc gia. Tôi vốn là người của vùng này, đây là quê hương của tôi, việc nhà của chúng tôi thì không cần các anh phải bận tâm đâu. Hôm nay tôi còn mang tới điện báo của chuyên viên đặng từ văn phòng giám sát Tùng Lý Mậu mậu vấn. Thổ ti An, cũng nghe một chút đi. Các quyền thuộc Tùng Ký Mậu mậu vấn, cộng sản đến gần, có dấu hiệu tiến về phía đông, ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ Tứ Xuyên. Quân tình khẩn cấp ra lệnh cho các khu các quyện đồn đốc nộp thuế, hạn nộp là trong vòng 30 ngày, hay là nộp chậm, nếu như ai trì quản xử theo tội thông cộng. Trước mắt cộng sản đã tới gần, chiến sự căng thẳng, quân lệnh như sơn, nay đã khác trước. Thổ ti An, chúng ta phải đoàn kết tinh thần, phối hợp chặt chẽ. Người Hán các người, chiến tranh không liên quan tới người Khương chúng tôi. Quân lệnh của anh nói với địa bàn của tôi, e rằng không có tác dụng đâu. Lương thực dự trữ trong kho tôi, chúng tôi còn phải giữ lại để mà trữ đông. Nếu như còn thừa, chúng tôi phải mang đi nuôi chó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhà họ An các người thống lĩnh 5 ải 10 bảo 36 trại, mà lại liên tục trì quản, mãi không chịu làm. Lời Tào Mỗ nói hôm nay cũng là ý của quyện trưởng Du, tất cả cũng chỉ vì an nguy của nhà họ An mà thôi. An nguy ở chỗ chúng tôi thì không cần ngài lo đâu, chỉ cần còn một người Khương sống, vậy thì chúng tôi sẽ mãi mãi sống. Được, vậy thì không quấy rầy thêm, từ biệt tại đây. Quản gia, tiễn khách. Đại thiếu gia, quyền gửi công văn bảo giáp từ các khu tới, đọc đi. Các khu thuộc quản lý của văn phòng giám sát Tùng Lý Mậu mậu vấn thi hành bảo giáp, người dân các khu 10 hộ một giáp, 10 giáp một bảo, giám sát lẫn nhau, chung tay chống giặc. Bổ nhiệm An Đăng Bản làm trưởng khu, khu Bạch Dương quản lý mọi việc ở địa phương, có hiệu lực tức thì. Quyền trưởng Du với Nhu, trong này ghi là giám sát lẫn nhau, thực chất là ám chỉ đếm đầu người để mà trưng thu thuế má. Chúng là đang rút củi đáy nồi đó mà. 800 dặm núi Khương này e là sắp có biến rồi. Kẻ làm quan thấy chết mà lại không cứu, bóc lột người dân, kẻ làm binh thì ngang ngược hoành hành, ức hiếp trai gái. Theo tôi thấy, không chỉ có núi Khương ta, mà cả ngoài núi sớm muộn gì cũng sẽ có biến. Tháng 4 năm 1934, để tăng cường dây chặn Hồng quân, Tưởng Giới Thạch cử Hồ Tông Nam tới Tùng Phan, văn phòng giám sát Tùng Lý Mậu mậu vấn, lấy danh nghĩa quy động quân đội xây lô cốt, cưỡng ép các thổ ti các khu vực nộp phí quân sự lên đến 1.000 đồng bạc, ép dân phu xây dựng lô cốt công sự. An Đăng Bản không sợ cường quyền, dẫn đầu chống đối. Chúng tôi phụ mệnh lệnh của quyền trưởng Du tới thu lương thực, đây là công văn của chính phủ quyền. Chỉ dựa vào các người mà tới tận địa bàn của tôi để mà càng quấy,
Trở lại đi. Các người dám. Đúng là lũ khốn kiếp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thuế ruộng thì không nộp một xu. Còn dám dung túng binh lính gây họa. Gan càng ngày càng to rồi. Lão già chết tiệt, không phải mới nói không có hạt thóc nào sao? Cái này là cái gì? Đúng là cẩu quan. Hắn ta nói cái gì vậy? Phí lời quá. Bắt lại. Thổ phỉ, thổ phỉ. Đưa đi. Đại thiếu gia, chính phủ gián thông báo 3 ngày sau, Tùng Phan sẽ mở đại hội xét xử người dân của trại Tây Cách, bị họ coi là thổ phỉ, đòi hành quyết tại chỗ, coi rẻ mạng người. Liều mạng cho chúng đi. Phải. Thả người đi. Thả người đi. Thả người đi. Thả người. Thả người. Thả người. Thổ phỉ tới rồi. Thổ phỉ tới rồi, chạy đi. Thổ phỉ tới rồi. Chạy đi, chạy đi. Thổ phỉ tới rồi. Đi. Đi. Mau đuổi theo. Đúng là khốn kiếp. Tấp lập. Đây, tôi có 10 đồng bạc. Mấy người cầm tạm đi. Nơi này chắc chắn không còn ở được nữa. Mọi người mau trốn đi chỗ khác đi. Nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Cảm ơn thiếu gia. Hảo hán. Xin hỏi quý danh của hảo hán. Cho tôi được ghi lòng tạc dạ. Anh là người dùng khác. Tôi là người của trại này. Tôi cứu anh cũng là chỉ tiện tay thôi, không có gì đâu. Anh đi đi. Không biết phải cảm ơn anh thế nào. Hôm nay từ biệt tại đây. Tương lai nếu có duyên gặp lại, Chu Mỗ nhất định sẽ báo đáp. Chúng ta phải làm sao đây? Đúng lúc anh nuôi đang ở Bắc Xuyên. Tới Bắc Xuyên đi. Tới đó rồi tính. Nghe nói giờ gần đây chỗ các anh mới mọc một cọng gai, làm cả Tùng Phan này gà bay chó chạy phải không? Chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh, không được nhẹ tay, làm gương răng đe. Rõ. Anh, ở chỗ bọn em, anh đăng bản này tốt xấu gì cũng là người có chút danh tiếng. Phải. Nhưng bây giờ Quân Xuyên dồn ép em tới đường cùng rồi, chỉ đành tới nhờ chỗ của anh. Anh nói coi có nực cười không? Quá ra là như vậy. Khu vực Tùng Mậu bây giờ khắp nơi đều là lệnh truy nã cậu. Nơi này tương đối vắng vẻ, mọi người có thể tạm thời ở lại đây một thời gian. Qua đợt sống này đã, nhất định phải hết sức cẩn thận, cố gắng đừng ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì sai người tới tìm tôi. Nào. Trưởng quan Tào đích thân tới Bắc Xuyên, Lưu Mỗ không thể nghênh đón từ xa. Có người nhìn thấy em nuôi của anh An Đăng Bản xuất hiện ở Bắc Xuyên. Không biết Tri Quyện Lương
có từng gặp chưa? Trưởng quan Tào, chuyện này không thể coi là trò đùa. Lưu mẫu tôi chưa từng gặp qua. Nếu không dù tôi có chín cái đầu thì cũng không giữ nổi đâu. Chuyên viên Đặng ra mệnh lệnh thép, thổ ti tạo phản, buộc phải nghiêm trị, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có người bao che tàn trữ, hành quyết tại chỗ, chỉnh đốn kỷ cương. Nếu Lưu Mẫu thực sự bao che làm trái pháp luật, sẽ tự giác tới gặp chuyên viên Đặng, tự chẩn, tạ lỗi với thiên hạ. Tri Quyện Lưu ngay thẳng chính trực, chí công vô tư, là tấm gương sáng của công dân nước ta. Anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ bắt được Dạch An và quy án. Tôi đi đây. Đi. Chú em Lưu, chú nói xem Trung Dũng như thế này, hà tất phải vì một thằng mang di mà đắp cả tính mạng mình vào. Lão thủ ti có ơn với tôi, sao tôi có thể làm hại con trai của ông ấy? Hay cho một đấng nam nhi trung nghĩa. Đại thủ ti, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Đội phó Hoàng, chúng ta cũng tính là quen biết nhau rồi. Chỗ của tôi còn 800 đồng bạc, anh tha cho anh em tôi và người nhà họ. Nếu không hôm nay tôi nhất định sẽ giết anh. Nhảm nhí, tiền và phần thưởng ông đều lấy hết. Biết điều thì mau chóng ra đây đầu hàng, đỡ phải chịu khổ. Bố, bố ơi, Đăng Bản, bao dây cho tôi. Bắn, bắn ác liệt lên.
Anh tỉnh rồi. Na-i, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở cùng vài binh lính. Các người ở đội ngũ nào? Chúng tôi là Hồng quân công nông. Hồng quân? Hồng quân không phải là cộng phỉ sao? Ai nói? Cộng phỉ là cách gọi miệt thị của phe phản động Quốc dân đảng. Chúng tôi là đội ngũ của nhân dân lao động. Chúng tôi là Hồng quân. Hảo hán, chúng ta gặp nhau rồi. Tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là chính ủy triệu của chúng tôi. Chính ủy, đây là thủ lĩnh người Khương, đem người đi cướp pháp trường. Tôi kể với anh đó, còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh vẫn chưa biết tôi là ai phải không? Tôi là trung đội trưởng trinh sát thuộc sư đoàn 12 của Hồng quân, Chu Ngạn Dũng. Hồng quân? Có phải là hội cộng sản cộng thê gì đó không? Ai nói vậy? Anh coi, người nhà của anh vẫn còn ở đây hết mà. Có phải còn có người nói Hồng quân toàn là loại đầu mọc sừng, miệng mọc răng nanh, ăn thịt người không thèm nhả xương không? Hôm nay mọi người đã cứu tôi. Có chuyện gì? Mọi người cứ nói. Hồng quân phải lên phía Bắc chống Nhật. Tùng Phan có trọng binh canh giữ. Các anh chỉ có vài người như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Tôi là người của vùng này. Chúng tôi không bao giờ mắc nợ ai. Tôi đưa mọi người tới Tùng Phan, có được không? Tới Tùng Phan rồi, các anh đi đường của các anh, tôi không nợ các anh nữa. Thằng nhóc này. Bố, bao giờ bố mới về? Bố đưa Hồng quân tới Tùng Phan xong sẽ về đón các con. Dạ. Đi, ăn đi. Ăn cho bụng đỡ reo. Tôi lấy thêm cho. Nào, ăn đi. Binh lính các anh ăn uống nghèo nàn thiệt đó. Trưởng quan Triệu, tôi dẫn đường cho các anh. Có phải nên cho tôi ăn đồ của quan không? Cái này của tôi là đồ hộp xịn. Anh đó chưa đủ cấp bậc, không được ăn đâu. Hồng quân của chúng tôi, từ tổng chỉ huy cho tới binh sĩ, đầu bếp đều ăn cơm ở trong này hết. Không có cơm quan hay là cơm lính đâu. Không hề có phân biệt như vậy. Quan binh bình đẳng. Bình đẳng thì tốt. Nhưng gia đình của các anh ăn uống nghèo nàn quá. Người dân khu vực này vô cùng đói kém. Cho dù chúng tôi có tiền cũng không mua được lương thực. Nói thật nha, tôi sống tới từng này rồi mà chưa từng nghe nói có đội ngũ giác súng nào mà còn cầm tiền đi mua lương thực đó. Cậu nói sai rồi. Hồng quân chúng tôi là đội ngũ của dân chúng lao động, có kỷ luật thép. Chiến sĩ Hồng quân tôi không thể lấy một cọng kim sợi chỉ của người dân. Nếu như anh nói là thật thì tôi gặp được thần tiên sống rồi. Chính quỷ, anh đừng nói với anh ta. Anh ta chỉ là một thổ phỉ thôi, hiểu được cái gì? Sao vậy? Nhà bị quân xuyên đốt rồi. Tôi biết rồi, có chuyện gì vậy? Chính quỷ, người dân nói sáng hôm qua có quan quân của một phân đội nhỏ đến. Nó là phải trưng thu lương thực đánh các anh. Kết quả là cướp sạch lương thực của người dân, đốt luôn cái nhà của người ta. Lão Thôi. Có. Chính quỷ, chúng ta còn bao nhiêu lương thực? Chỉ đủ dùng từ 3 tới 5 ngày. Chừa lại một nửa để cho bà con. Chính quỷ, nơi đây chỉ toàn là núi. Chúng ta không có chỗ nào gom lương thực đâu. Chấp hành mệnh lệnh.
Thủ trưởng, tôi muốn làm hồng quân. Cậu ấy nói muốn đi cùng các anh. Người anh em, cậu còn nhỏ, đợi cậu lớn chút nữa, hồng quân nhất định sẽ chào đón cậu. Tôi đã không còn nhà nữa rồi. Cậu ấy nói cậu ấy đã không còn nhà. Vậy cũng không được. Cậu ấy vẫn còn là trẻ con. Đánh trận không phải chuyện đùa đâu. Đi tiếp đi. Để cậu bé đó đi cùng chúng ta. Đồng hương, hồng quân chúng tôi đều xuất thân từ người nghèo khổ. Chúng ta là người một nhà. Hồng quân chúng tôi mua đồ sẽ trả tiền cho chị, không thiếu một xu. Chờ một chút, chờ một chút. Cảm ơn, cảm ơn nha. Biết mọi người đó, đúng là có đồng hương vẫn là dễ làm việc hơn. Phải đó, những người dân này nhiệt tình với anh như vậy. Hay là anh theo chúng tôi làm hồng quân luôn đi. Anh bảo thủ ti thiếu gia của chúng tôi làm hồng quân, chỉ e sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ đó. Nè, cậu nhìn gì vậy? Đi thôi, nhanh lên. Đại thiếu gia, sao vậy? Mấy ngày nay tôi cứ luôn suy nghĩ, nghĩ hoài, rốt cuộc chúng ta nên theo hồng quân làm việc không?
Anh xem, tôi nhìn ra từ lâu rồi. Chờ một chút, tôi nghĩ Cộng Phỉ cũng là cướp. Người ta làm cướp đều có quy tắc cả đó, nhất định phải lập đầu danh trạng trước mới được. Tôi nghĩ chúng ta muốn làm Hồng Quân, có phải nên làm chút gì đó hay không? Người anh em nói đúng đó. Tôi nghĩ chúng ta cần làm một việc lớn, gia nhập Hồng Quân một cách dễ dàng, không thể để họ xem thường chúng ta. Thế sao? Chúng ta đi từ hướng này, tiến thẳng tới Giả Trư Qua. Đúng, từ hướng này. Phải đó, đi vòng qua đó. Báo cáo chính quỷ. Nói, bắt được một người phía trước là lính Đào Ngũ. Đưa lên đây. Phiên hiệu của bộ đội các người là gì? Đại đội 2, tiểu đoàn 3, đoàn phòng thủ thành phố khu 4. Trưởng quan tên gì? Lai Khải Sâm. Xuống đi. Có chuyện gì vậy? Báo cáo. Nói, ngoài cửa có một người buôn ngựa muốn gặp. Nó là đồng hương của anh. Cho anh ta vào. Hồng Quân chú trọng người người bình đẳng, chú trọng dân tộc đoàn kết. Hồng Quân không bao giờ bắt nạt chúng tôi. Thậm chí họ còn trích quân lương ra để chia cho người nghèo. Những chuyện này đều là tôi tận mắt chứng kiến. Nhưng tay của tôi đã nhuốm đầy máu của Hồng Quân. Giờ thì họ nói rất hay ho, nhưng cũng khó đảm bảo sau này sẽ không tính sổ. Anh yên tâm đi. Tôi dùng danh dự thổ ti và cái đầu này để đảm bảo. Chỉ cần anh dẫn theo binh sĩ đầu hàng thì tôi tin mọi chuyện trước đây Hồng Quân nhất định sẽ không truy cứu đâu. Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ. Kẻ làm hại người dân không phải ai khác mà chính là lũ cẩu quan của chính phủ quốc dân. An đăng bản tôi không chỉ đưa một mình anh đi, mà còn đưa cả đám anh em của anh đi. Thu súng. Đi, nhanh lên. Ta chỉ làm hai ngã, tiến hành bọc đánh quân địch. Được, theo sát. Lên, cậu đi theo tôi. Cố gắng lên. Người anh em, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lên, bao vây cho tôi. Đi.
chủ lực cộng phỉ bất ngờ tiến về phía bắc. Hôm qua đột kích ở khu vực Giả Tư Qua, đang áp sát tới Tùng Phan. Chính quý Triệu, phen này là các anh có thể tiến thẳng vào rồi. Anh A Nặc, không có anh thì Hồng quân tôi không thể phá được trận địa dễ dàng như vậy. Cảm ơn anh. Anh đã giúp Hồng quân chúng tôi một chuyện lớn, lập công lớn cho Hồng quân chúng tôi. Chính quý Triệu, hôm nay tôi xin thẳng thắn với anh một chuyện. Thực ra tên tôi không phải A Nặc, tôi là thổ ti ở đây, An Đăng Bản. Thực ra từ đầu tôi đã biết anh là thổ ti. Con ngựa bờm đỏ là thủ trưởng của chúng tôi thưởng riêng cho anh. Vậy thì tôi xin nhận. Hay, hay lắm. Hay, hay quá. Thổ ti An, anh tới rồi. Lâu rồi không gặp. Thổ ti Tô, chúng tôi và quân Xuyên đấu nhau vô cùng ác liệt. Anh Bản, uống đi, em rót thêm cho anh. Được. Để tôi tự làm. Anh coi, em gái Lan Ba Trạch ngày càng xinh đẹp lên rồi. Số người tới hỏi cưới dẫm gãy cả bậc cửa, mà nó cứ chê này chê nọ. Đúng là không hiểu nổi. Nó muốn tìm một người ra sao không biết. Con không lấy chồng đâu. Con phải cùng anh Bản làm Hồng quân. Nhớ dẫn. Đi lính đánh trận là chuyện của đàn ông. Con gái như con thì tập trung theo thùa, rồi kiếm lấy một người tốt giúp chồng dạy con. Đó mới là chuyện con nên làm. Con phải đi. Đó, cậu xem, con bé này bị tôi chiều hư rồi. Nào nào, uống rượu đi. Uống đi, uống đi. Thổ ti Tô, những lời đồn thổi trước đây đều là giả hết. Hồng quân chú trọng quân kỷ nghiêm minh. Họ tốt với người nghèo còn hơn là người thân của họ. Hồng quân chú trọng việc người người bình đẳng. Cậu đã hiến thân cho sự nghiệp lớn thì lão già này cũng không có thứ gì khác. Tôi chuẩn bị cho Hồng quân 200 đảm lương thực, góp chút sức mọn cho Hồng quân, có được hay không? Được chứ. Vậy tôi xin thay mặt Hồng quân cảm ơn thổ ti Tô. Nào, uống rượu đi. Uống. Anh Bản, anh nhìn đi. Anh thấy em mặc bộ đồ này đẹp không? Sao em lại ra đây? Lan Ba Trạch, bọn anh phải đi đánh trận, không phải đi chơi đâu. Sẽ phải chết người đó. Nghe anh nói, em mau quay về đi. Em nói anh nghe, bây giờ em đã tham gia vào đội quân y của Hồng quân rồi. Giờ em là chiến sĩ Hồng quân chính hiệu rồi đó. Đừng hòng có ai bắt em đào ngũ. Không được đâu. Chờ anh quay về rồi sẽ nói với lãnh đạo các em. An Đăng Bản, chỉ có mấy tên cộng phỉ và mấy khẩu súng quèn mà đã sắp đánh tới tường thành Tùng Phan rồi. Cấp trên ra mệnh lệnh thép phải chặn được nhóm cộng phỉ ở thổ môn, dập tắt ngọn lửa đỏ trên phòng tuyến này cho tôi. Đầu tháng 5 năm 1935, Hồng quân tiến vào khu vực thổ môn. Đoàn tham mưu của Tưởng Giới Thạch vạch ra phương án tác chiến phong tỏa thổ môn, toàn lực phòng thủ sông Bắc Xuyên, ra lệnh cho chục ngàn quân Xuyên phối hợp với Trung ương Quốc dân đảng, ý đồ tiêu diệt Hồng quân ở khu vực Bồ Giang, sông Bắc Xuyên. Không phải đoàn các anh mệnh danh là hổ đêm sao? Nhiệm vụ phá vỡ trận địa chính của địch lần này giao cho đoàn các anh đó. Nhớ cho kỹ, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Các anh nhất định phải đánh thật ác, đúng với khí thế của hổ đêm.
Đại đội trưởng, chính quỹ Triệu kêu tôi tới chi viện anh. Tình hình phía này sao rồi? Quả lực của địch quá mạnh, chúng tôi đánh liền 10 ngày chưa hạ được. Bây giờ địch có hai lô cốt trái phải, chúng ta phải hạ được hết thì quân chủ lực của chúng ta mới lên được. Hay là như vậy, Ma Ưng, cậu sang lô cốt bên trái yểm hộ, tôi sẽ hạ được ngay. Tôi sang lô cốt bên phải chi viện cậu, hạ cùng lúc. Được, đi đi. Xuống máy yểm hộ. Báo cáo, nói lô cốt quân ta bị công phỉ phá rồi. Trụ chỉnh cho tôi. Các anh em, xông lên. Từ ngày 1 tới 16 tháng 5 năm 1935, Hồng quân phát động chiến dịch Thổ Môn, chiếm đóng lũng sông Bắc Xuyên, chiếm được núi Thiên Phật, thành công phá vỡ tuyến phong tỏa của Quốc dân đảng, mở ra con đường chiến lược cho chủ lực của phương diện quân 4. Hồng quân đi về phía Tây, tiến vào lưu vực sông Mân và con đường Tây Tiến, Bắc Thượng sau đó. Đoàn Lão Hổ đánh Lan Sói, xuất quỷ nhập thần, mọc đôi cánh, đánh cho kẻ địch phải hoang mang, dọa cho địch sợ khóc gọi mẹ, hay lắm. Các anh hùng chiến đấu của chúng ta hôm nay có một vị người Khương của vùng này. Anh ấy chính là thổ tiên của chúng ta, An Đăng Vãn. Hay, hay quá. Hay lắm. Chúc mừng. Hôm nay tôi phải tuyên bố một tin vui. Bổ nhiệm cho đồng chí An Đăng Vãn làm đại đội trưởng đội du kích phiên dân. Hay, hay lắm. Hay, hay lắm. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia. Trấn Điệp Khê đã bị quỷ, không ai quản lý, đê dở làm người chết đuối, cũng không ai đói hoài. Mùa đông không có lương thực, làm người chết đói, cũng không ai đói hoài. Suốt ngày chỉ biết thu thuế, thu lương thực, ức hiếp người dân. Quan binh như vậy có nên đánh không? Đánh. Họ ép mua ép bán, đánh người cướp lương thực, thích bắt là bắt, thích giết là giết, không coi phiên dân chúng ta là người. Quan binh như vậy có nên đánh hay không? Đánh. Có nên đánh không? Đánh.
Có nên đánh không? Đánh. Tôi muốn làm hồng quân. Tôi nữa. Tôi là thợ săn. Tôi biết bắn súng. Hay, hay lắm. Từ nay về sau, thứ chúng ta nhìn thấy là lá cờ thắng lợi của hồng quân. Thứ chúng ta nghe được là khúc ca khải hoàn của hồng quân. Hay, hay quá. Mười giao ước của hồng quân đối với phiên dân. Một, tiêu diệt tên giặc Đặng Tích Hầu. Hai, hồng quân không bao giờ giết phiên dân. Ba, xóa bỏ mọi khoản thuế. Bốn, không bắt đàn ông phục dịch, không bắt tráng đinh. Năm, mở kho chia lương thực cho người nghèo. Sáu, tăng tiền công đãi ngộ lương khô. Bảy, phiên dân tự trang bị cho chính mình. Tám, phiên dân tự tổ chức chính phủ. Chín, mua bán tự do, công khai minh bạch. Mười, phiên dân được tự do tôn giáo. Chính quỷ, chính quỷ, nhân mã của địch đuổi tới rồi. Một bộ phận thương binh của chúng ta bị thất lạc rồi. Bọn chúng rất lợi hại. Chúng ta phải tới đó chi viện. Đi theo tôi. Đi. Đi. Lăng Ba Trạch, Lăng Ba Trạch, Lăng Ba Trạch, Lăng Ba Trạch. Lăng Ba Trạch, Lăng Ba Trạch, Lăng Ba Trạch. Nè Lăng Ba Trạch. Sao em không nghe lời gì hết vậy? Anh bạn, anh xem em mặc bộ này có đẹp không? Lăng Ba Trạch sẽ phải chết người đó. Nghe anh nói, em mau quay về đi. Em nói anh nghe, bây giờ em tham gia vào đội quân y của Hồng Quân rồi. Bây giờ em là chiến sĩ Hồng Quân chính hiệu luôn đó. Giờ địch đã thay đổi chiến lược, biết bộ đội tiên phong của chúng ta giỏi chinh chiến, không dễ đánh bại, nên chúng bèn cắn đuôi của chúng ta. Chỉ riêng trận hôm qua, chúng ta tổn thất 60 người, hơn nửa phần lớn còn là nữ quân y và thương viên. Đánh, phải đánh. Nếu chúng ta không giải quyết đám địch hung tàn này, thì sẽ không những bị bao vây tứ phía, mà còn rất dễ bị bại lộ hành tung, bị địch ám toán. Nhưng khu vực đó là không gian mở, trận này không dễ đánh đâu. Chúng ta phải chọn một vị trí phù hợp, đánh phục kích, nuốt chửng chúng trong một lần. Có một chỗ có thể đánh trận này. Giờ gần hết rồi, chờ chút đi. Đánh trắng thì phải đánh dập đầu. Xuống ngựa. Nhìn thấy chưa? Tên quân quan cưỡi ngựa trắng phía trước, giải quyết trước cho tôi.
Bắn. Nợ máu trả máu. Đồng chí, nợ máu trả máu. Xông lên, xông lên. Lão Chu, Trung đội trưởng Chu, cố gắng lên cho tôi. Người anh em, tôi đây. Trước đây tôi thuộc quân Xuyên, giúp bên này đánh bên nọ, giúp bên nọ đánh bên kia, đánh tới đánh lui, cũng chỉ có cướp địa bàn. Hồng quân thì khác. Hồng quân chỉ là một nhóm người nghèo cứu Trung Quốc. Chỉ mấy năm sau, chúng ta chắc chắn có thể giành thắng lợi. Tôi đã không thấy được nữa rồi. Anh em tốt, An Đăng Bản, anh nhất định phải, nhất định phải. Được, tôi nhất định sẽ thực hiện mà. Trung đội trưởng Chu, năm 1935, Tưởng Giới Thạch, Hồ Tông Nam huy động trọng binh trấn thủ Tùng Phan, ý đồ tận dụng địa hình có lợi đánh bại chủ lực Hồng quân. Hồng quân điều chỉnh chiến lược, đổi đường xuất phát từ Mao Nhi Cái, băng qua thảo nguyên Tùng Phan mênh mông, tiếp tục tiến tới Thiểm Tây, Cam Túc. Sau có truy binh, trước bị chặn đánh, mà quân chủ lực của chúng ta lại không thể ra quân vì lý do lương thực. Qua thảo nguyên, lương thực là mạng sống, cho nên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là gom lương thực. Hồng quân lên phía Bắc kháng Nhật, giác súng kéo pháo. Tại sao họ lại có súng mà lại không bắn phát nào, không nổ phát nào? Là vì Hồng quân coi dân Khương là người của mình, không muốn chĩa súng vào người Khương của chúng ta. Tôi hiểu rồi. Từ nay về sau, chỉ cần là Hồng quân đi qua địa phận của chúng ta đều phải tiếp đãi thịnh soạn. Ai dám nã súng nã pháo vào Hồng quân thì tôi chắc chắn sẽ giết chết, không tha một tên nào. Thổ Ti Dương đúng là người hiểu biết, làm phiền anh chuyển lời tới các thổ ti lân cận rằng Hồng quân chỉ mượn đường lên phía Bắc, tuyệt đối không đối đầu với chúng ta. Tôi nhất định sẽ làm, nhất định rồi. Hồng quân thấu hiểu đại nghĩa, tôi tình nguyện bỏ ra 100 đảm lương thực thưởng cho đại quân, vậy là xứng đáng. Vậy tôi xin thay mặt Hồng quân cảm ơn ba vị thổ ti. Cảm ơn. Không có gì,
Cảm ơn lương thực của các người. Cảm ơn. Anh An, chính quỷ, anh tìm tôi có chuyện gì? Không có gì. Nào, chính quỷ, vết thương của anh không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hôm nay ghé qua thăm anh. Hành động bí mật, không phải bộ đội chúng ta phải lên phía Bắc sao? Hành động bí mật, các anh phải đi làm gì vậy? Kẻ địch bao vây cản đường, buộc phải đi chặn đánh chúng, thì cơ hội thắng của mọi người mới lớn hơn. Đây là mệnh lệnh của ai? Hồng quân chúng ta là một tập thể, mỗi một con người đều phải đặt tập thể lên trên hàng đầu. Được rồi. Không nói thêm nữa. Chính quỷ, bảo trọng. Tôi không có đồ gì giá trị tặng anh. Cái này anh giữ lấy. Bảo trọng nha. Khi nào anh đi? Anh không biết. Em sợ. Phải là chúng sợ mới đúng chứ. Hồng quân nhất định sẽ mở ra một thời đại mới. Người người bình đẳng, không có áp bức. Em hãy nhớ, đừng bao giờ cả tin vào lời đồn. Hồng quân chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Sau khi đuổi phe phản động đi, anh sẽ quay trở lại.
con phải nhớ, con là con trai của thổ tiên. Ở đây có người sống. Đi theo cộng phỉ, sớm muộn gì cũng chết. Tôi chết vì lý tưởng, chết vì chủ nghĩa, chết có giá trị. Còn các người, tuy rằng là còn sống, nhưng chỉ là một cái vỏ. Chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng, đúng là không biết trời cao đất dày. Di Thường, chờ xem, cả thiên hạ này rồi sẽ là thế giới của cờ đỏ. Lũ khốn kiếp các người, đội phó quan có an táng dân. Lần này tôi đi thay anh. Mà ưng, cậu không cần đi. Lần này để đám Lạp Nha đi với tôi là được rồi. Còn nữa, đem số lương thực này cho bộ đội tiền tuyến trước. Cậu phải biết, qua thảo nguyên rồi thì lương thực chính là mạng sống. Nếu như lần này tôi không về được thì đội du kích phiên dân giao lại cho cậu đó. Xuất phát đi. Người anh em, bảo vệ đại thiếu gia cẩn thận. Cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Tạm biệt nha. Xuất phát.
Cơ bố, đại đội trưởng, chuyển hướng bộ đội, đi xuống dưới ẩn nấp. Nếu có chuyện gì thì báo cáo với tôi ngay. Dân, biết rồi. Đại thiếu gia, mọi người chờ ở đây, tôi ra trước xem thử. Chú ý an toàn. Đi. Mau tìm chỗ tránh. Nhanh lên. Đi. Chuẩn bị. Mau yểm hộ. Chết tiệt. Ai cho mày nổ súng? Để ăn đăng bản chạy mất, tao sẽ giết mày. Lên đi. Bắn. Thằng khốn kiếp. Tao là Tào Quân Hoành. Hôm nay dù mày có một cánh thì cũng không thoát được đâu. Biết điều thì bỏ súng xuống. Đầu hàng chẳng còn kịp đó. Tao sợ mày chết. Pháo cối. Đại đội trưởng, lên hết cho tao. Đại thiếu gia, cẩn thận đó. Lập nha. Anh. Anh phải sống thật tốt. Sống cho tốt vào. Lập nha. Lập nha.
Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 1985, còn là kỷ niệm Hồng quân công nông vĩ đại của chúng ta gặp nhau mừng thắng lợi 39 năm trước, phiên diễn quân 1, 2, 4 của Hồng quân. Bằng núi tuyết qua thảo nguyên, đi qua 14 tỉnh, đi gần 25.000 dặm, phá vỡ dòng rượt đuổi chặn đánh của hàng trăm ngàn binh lính quốc dân đảng, gặp nhau mừng thắng lợi tại Cam Túc, Hội Ninh, viết nên trang sử thi anh hùng bi tráng. Tôi cũng không nhớ được nữa, không muốn nói nữa. Ông ấy đi tham gia Hồng quân rồi. Cha của tôi hy sinh ở Mao Nhi Cái vào tháng 8 năm 1935. Một tuần sau khi ông ấy hy sinh, Mao Nhi Cái đã mở hội nghị quan trọng, cũng chính là hội nghị Mao Nhi Cái. Cha tôi là thổ ti duy nhất gia nhập vào Hồng quân. Bộ phim kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.